Để ương bướng thành tánh So đo khinh bạc sẵn thói Đây là nói một tập khí kinh thường khinh người khác Nói thật ra vẫn có thói quen cống cao ngã mạng cứ cho rằng mình đúng Đối với hết thảy các pháp trong thế gian đều chẳng cầu giải sâu Cứ dựa vào cái nhìn thô thiển của mình Chẳng biết Phật Đạo thật sự rộng sâu Dùng lời thiện cận, khinh bạc của thế gian Muốn khởi tâm đố kỵ đây là đố kỵ quỷ bán đạo căn hạng người này bị quả báo như vậy sau cùng ngài dẫn chứng vài câu trong kinh hưng khởi hạnh người bán pháp tội cực nặng đọa ba đường ác khó thoát ra Chẳng có tội nào nặng hơn tội này Chứ gì suy nghĩ coi Nghĩ ngược lại Trong Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Nói Trong hết thảy cúng dường Pháp cúng dường là quý nhất Công đức lớn nhất là Pháp cúng dường Tội bán Pháp thì đương nhiên sẽ cực nặng Đây là đạo lý nhất định Đây là đạo tràng chánh pháp Cúng dường chút ít Cũng được phước báo to lớn Chúng ta phải biết đạo lý sự thật này Xin xem tiếp kinh văn Quá thì kiếp dĩ phương thọ ngạ quỷ thọ hết tội báo ở địa ngục xong. Thời gian thọ tội ở địa ngục là dùng kiếp để tính. Phía trước chúng ta đã coi qua, địa ngục đều là vô số kiếp. Chẳng tính bằng trăm. Kiếp dài như vậy, tội báo hết rồi, thì mới thọ thân ngạ quỷ quỷ cũng rất khổ hữu kinh thiên kiếp phục thọ súc sanh hữu kinh thiên kiếp phương đắc nhân thân trong cõi ngạ quỷ làm quỷ bao lâu một ngàn kiếp xong rồi đọa súc sanh Trong cõi súc sanh trải qua ngàn kiếp mới được thân người Chúng ta phải suy nghĩ càng kẻ về việc này Khi phạm sai lầm thọ quả báo Tương lai được thân người trở lại Bạn coi phải mất bao lâu Được thân người chưa chắc gặp được Phật Pháp Cho dù gặp được Phật Pháp rồi tu tập lại Bạn nghĩ coi thành Phật có cần phải tốn 3A tăng kỳ kiếp hay không? Đạo lý là ở chỗ này nếu đời nào cũng gặp Phật Pháp Đời nào cũng tu hành thì thành Phật rất là nhanh Vấn đề là bạn rất khó không phạm sai lầm Khi làm sai thì bạn phải thọ quả báo Ở đây là Phật Bồ Tát nói lời nào cũng là lời chân thật Tuyệt chẳng phải dọa người Tuyệt đối chẳng lừa gạt bạn phía trước tôi đã nói với chư vị cho dù là mê tín thì họ cũng được phước tại sao vì pháp là chánh pháp nếu pháp là tà pháp khi bạn mê tín thì đương nhiên chẳng có phước tà pháp tuy là có chánh tính cũng chẳng được phước cho nên bạn nhất định phải hiểu bản chất của pháp thuần chánh chẳng tà dạy có thể làm cho hết thảy chúng sanh thành vô thường đạo hết thảy pháp còn như vậy huống chi là pháp môn tịnh tông Pháp môn tịnh tông thù thắng nhất trong hết thảy Pháp Tại sao lại thù thắng nhất? Tại vì nó có thể làm cho hết thảy chúng sanh bình đẳng thành Phật Thật là quá sức tưởng tượng Trong bất kỳ Pháp môn nào cũng không có cách gì giúp cho hết thảy chúng sanh bình đẳng thành Phật Chỉ có tịnh tông mới làm được quỷ bán tịnh tông chướng ngại tịnh tông, tội lỗi không biết lớn hơn, tội quỷ bán trên gấp bao nhiêu lần. Đây là đạo lý nhất định. Việc này chẳng khó hiểu. Do đó quỷ bán tịnh tông chướng ngại người niệm Phật, chướng ngại người cầu sanh Tịnh độ. So với tội này thì chẳng biết phải thêm bao nhiêu ngàn lần, dạng lần. Chẳng phải một lần, hai lần mà là ngàn dạng lần. Đây là nói họ từ lúc tạo tội đến lúc được thân người trở lại. Túng thọ nhân thân, bần cùng hạ tiện, chưa căng, bất cụ, đa bị ác nghiệp, lai kết kỳ tâm, bất cửu chi gian phục đọa ác thú. Thế mới biết đọa vào ác đạo, muốn thoát ra khỏi ác đạo quá khó, quá khó. Không phải là không thể thoát ra, nhưng thời gian quá dài. Mỗi lần giảm tập khí ác đạo một chút. Nhất định phải giảm đến mức độ nhất định mới được thân người, có cơ hội gặp Phật pháp thì họ mới sanh tâm hoan hỷ được Trong kinh nói về những chuyện này Mỗi vị đồng tu chúng ta đều từng trải qua Chẳng biết đã làm bao nhiêu lần Do đó trong kinh vô lượng thọ chúng ta thấy Nhóm người theo A Xà Dương Tử Phật nói trong đời quá khứ đã cúng dường 400 ức Phật. Bạn phải biết họ cúng dường 400 ức Phật Họ đã đọa địa ngục hết bao nhiêu lần Nếu họ chẳng từng làm qua những tội báo này Những việc này Cúng dường 400 ức Phật đối với chị chị Chỉ cúng dường 4 gì Phật Thì họ chắc chắn thành Phật rồi bởi vậy mới nói chúng ta khởi ác niệm tạo ác nghiệp quá dễ dàng tại sao lại làm những chuyện này trong a lại gia thức chứa đựng hạt giống nghiệp tập từ vô lượng kiếp qua bên ngoài gặp một việc chút xíu gì không vừa ý một niệm ác bèn khởi lên họ sẽ làm chuyện quỷ bán này nữa. Tạo những tội nặng này thì có lý nào không đọa địa ngục cho được? Nếu muốn không đọa địa ngục cũng được, hãy mau sám hối. Thừa dịp này bạn vẫn còn một hơi thở chưa dứt thì cũng còn kịp. sám hối chỉ có cầu a di đà Phật. Tu pháp sám hối giảng sanh lập tức sửa sai đổi mới. Lúc trước quỷ bán, bây giờ dốc hết sức lực tán thắng. Được vậy mới có thể quay về. Lúc trước chướng ngại người khác tu học, hiện nay tìm mọi cách khuyên người ta tu học. Lúc trước chướng ngại người khác tu học, hiện nay tìm mọi cách khuyên người ta tu học. Lúc trước chướng ngại họ, hiện nay tìm họ để cầu sám hối, lúc trước tôi sai rồi, hiện nay gấp rút hết lòng nỗ lực tu học, như vậy mới được. Bạn mới có thể cứu giảng Nếu chướng ngại người ta quá lớn thì chuyện phiền phức sẽ lớn. Do đó đoạn kinh văn này chúng ta muôn vàng không thể lơ là. Không để ý. Phải thường thường ghi nhớ trong tâm. Tuyệt đối không thể gây ra nhân duyên chướng đạo. Xem tiếp kinh văn Thì cố phổ quản Cơ hủy tha nhân cúng dường Thượng hoặc thử báo Hà huống biệt sanh ác biến hủy diệt Đây là nói mức nhẹ Chỉ là chướng ngại người khác tu cúng dường Còn bị quả báo nặng như vậy nếu thêm ác ý tâm sân khỏe tâm ác để hủy diệt phật pháp tội đó còn nặng nữa đoạn này nói về quả báo của việc cơ hủy tam bảo